tới bệnh viện Mai, người vừa trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ trình bày chủ đề quản lý chăm sóc F0 tại nhà tại địa phương. Xin trân trọng giới thiệu, mời tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Dũng. À, vâng, xin trân trọng cảm ơn thầy Châu, thầy Giáp cùng với cô Thu Anh. Thì tôi hôm nay được sự phân công của ban tổ chức, tôi sẽ xin chia sẻ với các anh chị những cái kinh nghiệm mà trong chẩn đoán, chăm sóc và quản lý người bệnh F0 tại y tế cơ sở tại địa phương. Kính thưa thầy Châu, thầy Giáp cùng với các thầy cô và các bạn đồng nghiệp, thì như chúng ta đã biết thì cái đại dịch COVID-19 thì đã xảy ra trên toàn thế giới từ năm 2019 và cho đến tại Việt Nam thì cái đợt dịch thứ tư vừa rồi là một cái đợt dịch rất là với số lượng bệnh nhân rất là nhiều, tình trạng bệnh nhân rất là nặng, và cho nên thì cái chiến lược của chúng ta đã được thay đổi từ Zero COVID, bây giờ sang chúng ta sẽ thay đổi sang chiến lược là sống chung cùng với COVID. Do đó một cái chủ đề rất là thực tế và rất là thích ứng đối trong cái giai đoạn tới, đấy chính là chúng ta chăm sóc người bệnh F0 tại nhà và tại địa phương. Thì cái nội dung hôm nay của bài trình bày chia sẻ của tôi thì sẽ gồm có hai phần. Phần thứ nhất là các cái phần chung đại cương về cái nhiễm SARS-CoV-2, thì trong đó nó có các cái nội dung cơ bản là các triệu chứng, cách phân loại bệnh và cũng như các cái phương pháp cơ bản để điều trị bệnh nhân COVID-19. Cái nội dung thứ hai đấy chính là cái nội dung chính, đấy chính là chia sẻ về chăm sóc quản lý người bệnh COVID-19 tại địa phương. Về tôi xin trình bày cái nội dung thứ nhất, đấy chính là những cái nội dung chung về cái nhiễm SARS-CoV. Thì trong cái phần này thì để cung cấp cho các anh các chị thêm một số các cái nội dung cơ bản và cái nội dung cập nhật, đặc biệt là cập nhật các cái hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam cũng chia sẻ với một số cái nội dung khác cùng với những cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã từng điều trị tại các cái cơ sở điều trị COVID ở Việt Nam, như là ở Hải Dương và ở về Đồng Nai và cũng như tại Thành phố Hồ Chí Minh tại Bệnh viện Dã chiến số 16 của Bệnh viện Bạch Mai. Và như chúng ta đã biết thì nhiễm SARS-CoV-2 là một cái bệnh lý mới hoàn toàn và như vậy mới xuất hiện cách đây hơn một năm và nó lây lan rất là mạnh và tỷ lệ tử vong rất là cao. Thì bệnh nó đã khởi phát tại thành phố Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019, sau đó dịch nó lan rộng ra trên toàn thế giới và gây ra đại dịch ở trên toàn cầu. Và từ đó đến nay thì cái con virus này nó đã tạo ra các cái đột biến và tạo ra rất nhiều các cái biến thể khác nhau, đặc biệt là cái biến thể Delta mà hiện nay đang lưu hành thì nó diễn biến rất là nặng, tỷ lệ tử vong rất là cao. Cho nên vì vậy đối với các bệnh nhân mà nhiễm SARS-CoV-2 thì bệnh nó diễn biến rất phức tạp và tỷ lệ tử vong cũng rất là cao. Và do đó thì tính đến ngày 18 tháng 10, con số trên toàn thế giới thì chúng ta đã có hơn 241 triệu người bị số ca bị nhiễm, trong đó có gần 5 triệu người tử vong. Còn ở riêng ở Việt Nam của chúng ta thì cho tính đến ngày 18 thì chúng ta đã có hơn 867 triệu nghìn người bị nhiễm và trong đó có hơn 21 nghìn người tử vong. Và hiện nay thì bệnh vẫn tiếp tục xảy ra ở các cái tỉnh thành, và mới đây thì chúng ta biết ở Thanh Hóa và ở Vĩnh Phúc thì ở Phú Thọ thì đã xảy ra các cái ổ nhiễm mới. Chính vì vậy mà tuy nhiên là hiện nay do cái số ca nhiễm mới càng càng nhiều và tình hình tiêm chủng vaccine thì đã được nâng cao, cho nên tiến tới chúng ta sẽ thay đổi cái mục tiêu, chính là mục tiêu trước đây của chúng ta là zero COVID, sang chúng ta hiện tại là chúng ta sẽ chuyển sang cái khẩu hiệu là sống chung cùng với virus. Và như vậy thì đối với nhiễm COVID-19 hay là nguồn gốc của SARS-CoV-2 thì như vậy là để một cái chuỗi lây truyền có thể xảy ra được thì bao giờ nó cũng có cái nguồn bệnh. Thì đối với nguồn bệnh của SARS-CoV-2 đấy, tập trung chủ yếu là người. Trước đây người ta có thể có một số loài động vật hoang dã, ví dụ như rơi, nhưng hiện nay thì người là cái vật chủ, là cái người nguồn bệnh chính. Và như chúng ta đặc biệt chúng ta cần chú ý là virus này phát tán 2 ngày trước khi có các cái triệu chứng đầu tiên.
Cho nên chúng ta sẽ phải cố gắng sàng lọc, phát hiện ra những ca bệnh đầu tiên để chúng ta từ đó chúng ta khống chế và khoanh vùng. Và lây lan mạnh nhất là trong 3 ngày đầu tiên từ khi có triệu chứng. Và cái thời gian lây nhiễm trong vòng nó kéo dài trong vòng khoảng độ 8 ngày sau khi mà bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng. Và đối với những người mà có suy giảm miễn dịch thì sẽ dài hơn. Thì lý giải tại sao chúng ta phải biết điều này, bởi vì cái điều này nó giúp cho chúng ta có cái khoảng thời gian mà chúng ta sẽ tập trung cách ly và điều trị bệnh nhân. Bởi vì cái khoảng thời gian mà 8 ngày sau khi có triệu chứng thì trong vòng 8 ngày, cho nên là nếu mà sau từ 10 đến 12 ngày, 2 tuần trở đi thì cái khả năng lây lan của các cái bệnh nhân này là gần như là rất ít. Cho nên chúng ta có thể an tâm hơn cho những trường hợp mà bệnh nhân sau 10 ngày bệnh nhân có thể ra viện được. Và cái thứ ba là đặc biệt có một cái chủ đề rất là, có một cái nội dung rất là quan trọng, đấy là những người mà không có triệu chứng thì vẫn có thể phát tán virus và gây ra lây nhiễm. Thì đây là một cái nguồn bệnh mà chúng ta không thể kiểm soát được nếu chúng ta không có các cái chiến lược là dự phòng hoặc là tiêm chủng vaccine. Thì như vậy thì cái nguồn này nó sẽ lây ra và tạo ra những các cái ổ dịch rất là nhiều. Tuy nhiên là để mà lây truyền được từ người, và cái khối cảm thụ của chúng ta đấy chính là người. Và như vậy thì đặc điểm của các bệnh do virus đấy chính là tất cả những người đều chưa có miễn dịch thì đều có nguy cơ lây nhiễm. Và như vậy thì đối với SARS-CoV-2 là một chủng virus mới, cho nên đại bộ phận các cái nước, các mọi người trên thế giới đều không có, đều chưa có miễn dịch, cho nên là để tất cả mọi người đều có nguy cơ lây nhiễm. Do đó để mà muốn bảo vệ cái khối cảm thụ này, để giảm cái nguy cơ lây nhiễm, thì chúng ta chỉ còn một cách duy nhất, đấy chính là tiêm phòng. Còn nếu không tiêm phòng thì chúng ta trong giai đoạn đầu thì chúng ta cần phải cách ly cái nguồn bệnh để cho cái khối cảm nhiễm là những người chưa bị nhiễm bệnh sẽ không tiếp xúc với cái nguồn bệnh thông qua cái đường lây truyền, đấy chính là có thể lây truyền qua các cái giọt bắn hoặc qua tiếp xúc, và đặc biệt là có thể lây qua không khí, lây qua đường hô hấp, nhất là ở những người nhân có làm tạo ra cái thủ thuật có khí dung, ví dụ như khí dung hoặc là trong các cái thủ thuật y khoa đặt nội khí quản và thở máy không xâm nhập, thì đấy là chính là những cái thủ thuật mà rất có nguy cơ cao đối với những các nhân viên y tế hoặc những người chăm sóc, hoặc là những người mà chăm sóc bệnh nhân đứng gần đối với những trường hợp mà có thở máy không xâm nhập. Và như vậy thì cái nguồn lây thì nó sẽ rất là nhiều. Hay những bệnh nhân mà thở HFNC thì như vậy cái dòng oxy cao thì có thể có nguy cơ lây nhiễm rất là cao. Cho nên khi chúng ta chăm sóc ở các cơ sở y tế, chúng ta chăm sóc với những bệnh nhân này thì chúng ta phải hết sức chú ý để giảm thiểu cái việc lây nhiễm. Và như vậy thì virus SARS-CoV-2 thì có đặc điểm như thế nào mà nó có nguy cơ lây nhiễm nhanh và lây nhiễm cao và tổn thương nhiều cơ quan như vậy? Thì như vậy là ở đây chúng tôi chỉ nói một số các cái điểm cơ bản là virus nó có cái vỏ bao và bên ngoài có các cái nhú glycoprotein, nó sẽ tương tác với enzyme và chuyển đổi angiotensin 2 hay được tắt là ACE2 ở trên bề mặt tế bào. Và trên bề mặt tế bào, từ ở trên bề mặt tế bào tiếp xúc với các cái ACE2 này thì virus sẽ xâm nhập vào cơ thể và sẽ xảy ra tất cả các quá trình ở trong tế bào và kích hoạt hệ thống, và như vậy gây ra cơn bão cytokine. Thì virus nó còn một cơn gọi ARN sợi đơn. Và như vậy thì ở đây cái câu chuyện xảy ra đấy chính là đối với các cơ quan cơ thể nào có các cái thụ thể ACE2 thì nó sẽ có các cái biểu hiện. Tuy nhiên đối với ở trên cơ thể người của chúng ta thì ACE2 thì có ở khắp các cơ quan ở trong cơ thể, ví dụ như phổi, ví dụ đường hô hấp dưới, ví dụ hệ thống thần kinh trung ương, tim, thận và tất cả các hệ thống khác đều có. Chính vì vậy mà tổn thương do virus SARS-CoV-2 nó có tổn thương ở đa cơ thể và dẫn đến tình trạng là có thể suy đa phủ tạng, có thể suy tim cấp, suy hô hấp cấp và suy thận, suy gan và tổn thương đa khắp cơ quan. Chính vì vậy mà đối với những trường hợp bị nhiễm SARS-CoV-2 thì cái tổn thương, những trường hợp nặng thì nó sẽ tổn thương đa cơ quan và có thể dẫn đến tình trạng tử vong. Tuy nhiên là không phải tất cả chúng ta bệnh nhân đều có triệu chứng lâm sàng, và có rất nhiều những trường hợp mà không có triệu chứng lâm sàng. Thì đối với bất kỳ một cái bệnh truyền nhiễm nào thì bao giờ ở trong giai đoạn khởi phát thì nó cũng sẽ có diễn biến qua các giai đoạn khởi phát
ủ bệnh, khởi phát, toàn phát và nuôi bệnh. Thì đối với thời kỳ ủ bệnh, đối với SARS-CoV-2 là từ diễn biến từ khoảng 2 cho đến 14 ngày và xác định trung bình khoảng độ 5 cho đến 7 ngày. Thì đây là cái thời gian để giúp cho các nhà dịch tễ học, các nhà có thể các nhà điều trị để giúp để phân loại và cách ly để xác định những trường hợp mà có thể có nguy cơ lây nhiễm để giảm thiểu cái nguồn bệnh ra môi trường. Tuy nhiên đối với các thể cái thể Delta là cái thể mới xuất hiện gần đây thì cái thời gian ủ bệnh thì ngắn hơn, trung bình biểu hiện nó chỉ xảy ra trong vòng độ 3 đến 5 ngày và thông thường là các cái giai đoạn ở các cái thời kỳ ủ bệnh ở tại cái chủng mới ở xảy ra ở tại miền Nam thì thông thường cái thời gian ủ bệnh diễn biến trong vòng khoảng độ 3 đến 5 ngày thì sẽ xuất hiện triệu chứng. Cho nên đối với các trường hợp hiện tại thì cái thời gian ủ bệnh nó ngắn hơn rất là nhiều. Còn khi khởi phát thì đại bộ phận các cái chủng alpha hay chủng delta đều có các triệu chứng như đau mỏi người, sốt, ho, đau đầu, ỉa chảy và khó. Tuy nhiên là đối với cái chủng mới delta thì sẽ diễn biến nhanh hơn dẫn đến khó thở và đau cơ. Tuy nhiên đối với cái thể alpha thì có đến 80% là diễn biến nhẹ hoặc là không có triệu chứng, chỉ có 20% là diễn biến rất nặng. Và cái thời gian diễn biến trong vòng khoảng độ 10 ngày đầu tiên của bệnh và cần khoảng độ 5% phải điều trị và tại các đơn vị hồi sức tích cực với các biểu hiện nặng, ví dụ như suy hô hấp, huyết khối, viêm cơ tim, sốc nhiễm khuẩn và tử vong. Và còn đối với cái thể Delta thì cái tỷ lệ nhập viện và nhập ICU và tỷ lệ tử vong nó sẽ cao hơn. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều những bệnh nhân mà có triệu chứng nhẹ và không có triệu chứng. Và tuy nhiên là chủng Delta thì liên quan đến mức độ nặng của bệnh, liên quan đến tải lượng virus cao hơn, khả năng lây nhiễm cao hơn khoảng độ 15-20% so với chủng khác. Dựa trên các cái diễn biến của chủng Delta hay chủng Alpha thì như vậy chúng ta sẽ thấy đại bộ phận là trên 50% cái số lượng bệnh nhân là diễn biến nhẹ và không có triệu chứng và chỉ có độ hơn 20% đến 30% là có thể có cái diễn biến nặng kể cả chủng Alpha hay Delta. Và như vậy với các cái biểu hiện như thế thì nếu tất cả chúng ta đều với cái con số hàng vài chục nghìn người, hàng trăm nghìn người bị nhiễm bệnh thì như vậy nó sẽ gây nên quá tải và rất nhiều những trường hợp nhẹ không có triệu chứng và những trường hợp nhẹ chúng ta có thể xử lý tại nhà hay tại y tế cơ sở để giúp cho quá tải hệ thống, giúp cho các cái y tế chuyên sâu, y tế tập trung vào xử lý những ca bệnh nặng để giảm thiểu cái nguồn nhân lực. Chính vì vậy cái nội dung hôm nay là giúp chúng ta có thể xử lý được các cái trường hợp nhẹ hoặc những trường hợp không có triệu chứng ở tại nhà hay tại y tế tại các địa phương. Sau cái giai đoạn khởi phát như vậy, với các cái diễn biến như vậy thì đến giai đoạn toàn phát của những bệnh nhân có triệu chứng thì cái giai đoạn này nó diễn sau khoảng độ 4 đến 5 ngày thì nó sẽ tất cả những bệnh nhân có diễn biến nặng trong khoảng độ 2 trong khoảng 20 đến 30% đối với tùy theo từng thể thì sẽ có các cái diễn biến như các cái triệu chứng về hô hấp thì bệnh nhân càng ngày càng ho nhiều hơn, đau ngực, cảm giác khó thở và phổi thường không có gian, mạch thường không nhanh. Nhưng mà đặc biệt đối với chủng Delta thì có khoảng 5 đến 10% số bệnh nhân trong trường hợp này là có giảm oxy máu thầm lặng, tức là những bệnh nhân này không gần như không có cảm giác khó thở nhưng khi chúng ta đo SpO2 thì rất là giảm. Cho nên trong quá trình điều trị thì chúng ta cần phải hết sức chú ý đối với cái số lượng bệnh nhân này, bởi vì không có khi chúng ta giảm oxy máu giảm nhiều, bệnh nhân không cảm giác khó thở đến khi giảm quá nặng thì có thể nó đã xảy ra các rối loạn chức năng ở tất cả các cơ quan trong cơ thể và như vậy thì sẽ rất là nguy hiểm cho bệnh nhân và chúng ta không thể xử lý kịp dẫn đến tình trạng là bệnh nhân nặng và nguy kịch. Các diễn biến của bệnh thì nó có thể có các cái mức độ khác nhau như trung bình nặng và nguy kịch. Bên cạnh các triệu chứng về hô hấp thì có các cái triệu chứng của hệ thống tuần hoàn, ví dụ như đau ngực, mệt mỏi, khó thở, có thể có huyết áp tụt, mạch nhanh, rối loạn nhịp, gắn to, tĩnh mạch cổ nở. Đấy chính là có các cái rối loạn của nhịp chậm, nhịp nhanh, suy tim cấp và sốc tim. Cũng có các cái tổn thương ở các cơ quan khác, đấy chính là suy thận và các cái biểu hiện như nhồi máu não hay hội chứng Guillain-Barré, bệnh não do COVID-19, có thể có ỉa chảy, viêm gan và suy gan. Ngoài ra còn có các cái biểu hiện khác ở ngoài da hoặc các biểu ở các cơ quan khác nữa.
Thì đây là cái hình ảnh mà tóm tắt các triệu chứng, thì như vậy chúng ta sẽ có rất nhiều các cái triệu chứng, đặc biệt là chúng ta sẽ thấy là các cái triệu chứng ở ngoài phổi thì chúng ta nó có ở khắp tất cả các cơ quan, từ da, tim mạch, nội tiết, dạ dày, ruột, thần kinh, huyết khối, ở gan mật và thận, thì nó sẽ có tất cả các cái biểu hiện như vậy. Sau giai đoạn thời kỳ toàn phát diễn biến trong sau 5 đến 10 sau khoảng độ 10 ngày đối với các trường hợp diễn biến biến nhẹ thì sẽ 10 ngày sau 7 đến 10 ngày bệnh nhân sẽ hết sốt, sẽ tốt, toàn trạng tốt lên và có thể mệt mỏi kéo dài. Đối với những trường hợp mà nhẹ thì sau 10 ngày hoặc không triệu chứng sau 10 ngày chúng ta có thể cho viện được. Đối với những trường hợp biểu hiện nặng kéo dài hồi phục từ 2 đến 3 tuần thì bệnh nhân có thể mệt mỏi kéo dài có thể đến hàng tháng. Tuy nhiên đối với những trường hợp nguy kịch có thể phải nằm hồi sức kéo dài nhiều tháng, có thể diễn tiến đến xơ phổi, yếu cơ làm ảnh hưởng đến tâm lý. Đặc biệt là trong giai đoạn vừa rồi là số lượng bệnh nhân tăng rất là nhiều, tỷ lệ tử vong rất là cao, cho nên là cái yếu tố về ảnh hưởng tâm lý đối với cho các bệnh nhân trong và sau khi mắc bệnh cũng rất là quan trọng, cho nên chúng ta cần phải có các cái chính sách để làm giảm cái ảnh hưởng về tâm lý cho người bệnh. Thì như vậy đấy là các cái triệu chứng lâm sàng, còn các cái triệu chứng xét nghiệm thì như thế nào? Thì như vậy thì các cái triệu chứng xét nghiệm về huyết học thì bao gồm xét nghiệm tế bào máu ngoại vi thì số lượng hồng cầu bình thường nó có thể tăng do mất nước, bạch cầu thì bình thường hoặc giảm, và đặc biệt là chúng ta thấy bạch cầu nympho giảm rất là nhiều, số lượng tiểu cầu thì ban đầu bình thường sau đó giảm. Khi chúng ta làm các xét nghiệm về đông máu thì chúng ta sẽ thấy có hiện tượng tăng đông và tắc mạch. Có hiện tượng tăng đông là do dimer tăng cao gấp 4 đến 5 lần, tiểu cầu giảm dưới 150.000. Chúng ta có thể có đông máu, có DIC hoặc là có SIC. Về các cái xét nghiệm của bin ong viêm thì chúng ta sẽ thấy là bạch cầu giảm, đặc biệt là bạch cầu nympho dưới 800, giảm các tỷ lệ bạch cầu CD4, CD8, giảm tiểu cầu. Có các cytokine tăng cao, ví dụ như TNF alpha, interleukin 1 beta, interleukin 6 và ferritin, CRP và NDH tăng cao. Và đặc biệt trong cái đợt dịch mà tại Thành phố Hồ Chí Minh ở trung tâm hồi sức của bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi đã xét nghiệm các cái trường hợp bệnh nhân nặng thì đều thấy có interleukin 6 tăng rất là cao. Những trường hợp mà nhẹ thì gần như interleukin không cao, cho nên đấy cũng là một cái chỉ số đánh giá để giúp cho chúng ta có thể đánh giá được cái cơn bão cytokine. Về các xét nghiệm khí máu cho những trường hợp nặng, trung bình hoặc nặng thì ban đầu thì PA2 giảm, CO2 bình thường, nặng hơn thì PaO2 giảm nặng và PCO2 tăng, pH giảm. Ngoài ra thì có thể có các cái rối loạn thường gặp khác, ví dụ như là rối loạn điện giải, ví dụ như là rối loạn natri và kali máu, có thể có tăng men gan, có tổn thương tim, có suy đa tạng và cũng có thể có bội nhiễm bằng tăng procalcitonin, tăng bạch cầu và CRP. Thì đấy là các cái xét nghiệm, còn các xét nghiệm cận lâm sàng khác mà đặc biệt là một cái xét nghiệm, một cái cận lâm sàng đấy chính là X quang phổi, và ở những cơ sở có điều kiện thì chúng ta sẽ tiến hành chụp CT scan phổi. Tuy nhiên là tập trung chủ yếu chúng ta là chụp X quang phổi, bởi vì những cái chụp này nó mới được thực hành ở hầu hết các bệnh viện dã chiến cũng như ở hầu hết các bệnh viện tuyến đầu để điều trị bệnh nhân COVID. Còn các trường hợp mà chụp CT scan phổi tập trung chủ yếu là các cái bệnh viện mà có cơ sở có điều kiện. Thì ở trong giai đoạn sớm hoặc chỉ có viêm đường hô hấp trên thì hình ảnh X quang bình thường, không có tổn thương gì cả. Tuy nhiên khi có hình ảnh viêm phổi tổn thương thường ở hai bên với các cái dấu hiệu của viêm phổi kẽ hoặc các cái đám mờ hay là gọi là kính mờ ở nan tọa, ngoại vi hay ở thủy dưới, và đặc biệt đôi khi có những bệnh nhân có thể có cả các hình ảnh của đông đặc, các hình ảnh của giải sơ, các hình ảnh của viêm mô kẽ, thì trong những trường hợp khi tổn thương có thể tiến triển rất là nhanh dẫn đến tình trạng ARDS, và như vậy thì sẽ gây tổn thương suy hô hấp cấp và như vậy tình trạng rất là nặng. Tuy nhiên là đối với trên tổn thương X quang thì ít khi gặp dấu hiệu tạo hang hay tràn dịch và tràn khí màng phổi, trừ những trường hợp do tai biến điều trị hay tai biến trong quá trình chăm sóc. Thì đây là cái hình ảnh của bệnh X quang phổi của bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Ở đây chúng ta sẽ thấy có tổn thương ở các cái vị trí bên tổn thương ở giữa phổi trái, ở đáy phổi trái, ở trên phần trên của phổi phải, và ở đây là tổn thương của cả hai phổi. Và như vậy với các cái tổn thương này thì nó sẽ tiến triển lên rất là nhanh.
Còn đây là một cái hình ảnh tổn X-quang sụp CT phổi của một bệnh nhân ở tại Việt Nam, thì chúng ta thấy các hình ảnh tổn thương lan tỏa ở khắp hai bên phổi. Tuy nhiên nó sẽ các hình ảnh tổn thương nó sẽ tập trung ở cái phía thủy dưới của phổi. Thì đây các anh chị hình dung là các cái tổn thương phổi lan tỏa hai bên phổi. Và như vậy tuy nhiên là các cái tổn thương này nó cũng có tiến triển rất là nhanh. Ví dụ đây là cái tổn thương mà của ngày 18, chụp ngày 18 tháng 2. Và đây là cái hình ảnh tổn thương chụp ngày 23 tháng 2. Thì các anh chị hình dung nó đã tổn thương, nó đã đỡ đi rất là nhiều từ cái tổn thương. Và với tất cả các cái triệu chứng như vậy thì giúp cho chúng ta đưa ra các cái biện pháp phù hợp phân loại bệnh nhân để chúng ta có thể làm để đạt được cái hiệu quả điều trị tốt nhất, thì chúng ta sẽ có các cái phân loại mức độ lâm sàng. Thì với cái mức độ đầu tiên đấy chính là mức độ nhẹ, là tức là người bệnh có các triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, mất vị giác, khứu giác hoặc là tiêu chảy. Thứ hai là bệnh nhân có nhịp thở dưới 20 lần phút, SpO2 trên 96% khi thở khí trời, người bệnh tỉnh táo, tự phục vụ được và X quang phổi bình thường hoặc có nhưng tổn thương rất là ít. Với các cái trường hợp mức độ nhẹ như thế này thì chúng ta có thể xử lý điều trị chăm sóc bệnh nhân tại nhà hay tại địa phương và chúng ta theo dõi để chúng ta nếu khi cần thì chúng ta sẽ đưa đến các cơ sở y tế để giảm mức độ quá tải cho bệnh nhân, cho các cơ sở y tế. Cái mức độ thứ hai là mức độ trung bình. Với các cái triệu chứng lâm sàng là bệnh nhân có các triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu như mức độ nhẹ, nhưng mà bắt đầu ở hô hấp thì bắt đầu có cái biểu hiện của viêm phổi với khó thở, thở nhanh từ 20 đến 25 lần phút, phổi có ran và không có diễu hậu suy hấp nặng. SpO2 từ 94 đến 96% khi thở khí phòng. Người bệnh có thể thở gắng sức như khi đi lại trong nhà, lên cầu thang. Về tuần hoàn thì mạch bệnh nhân có thể nhanh hoặc chậm, da khô, nhịp tim nhanh, huyết áp bình thường và ý thức thì bệnh nhân tỉnh táo. Thì như vậy với mức độ trung bình này thì chúng ta sẽ cần phải đưa đến các cái đơn vị chăm sóc bệnh nhân và theo mức độ phân tầng thì chúng ta có thể đưa đến mức độ giai đoạn của tầng 1 hoặc bắt đầu xử lý lên tầng 2. Với xét nghiệm cận lâm sàng thì X quang ngực và chụp cắt lớp chụp CT scan ngực thì có tổn thương nhưng tổn thương phổi dưới 50%. Thì siêu âm có hình ảnh sóng B-line, khi máu động mạch thì chỉ số PaO2 trên FiO2 là trên 300. Với mức độ thứ ba đây chính là mức độ nặng, thì triệu chứng lâm sàng thì có dấu hiệu viêm phổi kèm theo bất kỳ một các dấu hiệu sau, ví dụ như nhịp thở 25 lần phút, khó thở nặng, co kéo cơ hấp phụ, FiO2 dưới 90%, 94% khi thở khí phòng. Với tuần hoàn thì sẽ nhịp tim nhanh, có thể nhịp tim chậm, huyết áp bình thường hoặc tăng, thần kinh bệnh nhân có thể bứt rứt, mệt mỏi. Xét nghiệm cận lâm sàng thì X quang ngực thì chụp cắt lớp chụp CT scan ngực có tổn thương phổi và tổn thương trên 50%. Xét nghiệm khi máu động mạch thì chỉ số PaO2 trên FiO2 từ 200 đến 300 và siêu âm phổi thì có hình ảnh sóng T nhiều. Với cái mức độ thứ tư là mức độ nguy kịch thì triệu chứng lâm sàng thì bắt đầu có tình trạng suy hô hấp nặng, ví dụ như thở nhanh trên 30 lần phút hoặc thở chậm và với gắng sức nhiều, khó thở bất thường. Với các biểu hiện thần kinh thì ý thức bệnh nhân bắt đầu giảm và đôi khi trong những trường hợp có thể có hôn mê. Tuần hoàn thì nhịp tim nhanh, có thể nhịp tim chậm, huyết áp tụt, với thận thì tiểu ít hoặc vô niệu. Thì trong trường hợp này thì chụp X quang phổi hoặc cắt lớp phổi thì có tổn thương và tổn thương vẫn trên 50% và xét nghiệm khí máu động mạch thì chỉ số P trên F là dưới 200, có toan hô hấp, đa tát máu trên 2 mmol trên lít và siêu âm thì hình ảnh siêu âm phổi thì hình ảnh sóng B nhiều. Và như vậy thì với các cái triệu chứng và mức độ như vậy thì đối với chúng ta thì chúng ta phân loại này để giúp chúng ta có thể đưa bệnh nhân đến các cơ sở và để chúng ta can thiệp sớm. Ví dụ như nếu chúng ta đang ở mức độ trung bình hay mức độ nhẹ thì chúng ta làm sao chúng ta sẽ phải xử lý sớm ban đầu để cho những bệnh nhân đó có thể từ mức độ nhẹ và đến khỏi bệnh, không chuyển sang đến mức độ trung bình, tức là bắt đầu có các cái dấu hiệu của suy hô hấp. Và nếu chúng ta đang theo dõi ở bệnh nhân ở mức độ trung bình thì chúng ta cần phải can thiệp sớm để giúp cho giảm thiểu được cái mức độ bệnh nhân chuyển từ trung bình sang nặng.
Bởi vì nếu chúng ta chuyện để chúng ta chăm sóc và điều trị không chu đáo, chúng ta điều trị không đầy đủ thì bệnh nhân sẽ tiến triển rất nhanh chóng từ mức độ trung bình sang mức độ nặng. Và như và với điều trị một bệnh nhân mức độ trung nặng và rất nặng thì nó sẽ rất tốn kém rất nhiều nhân lực, nguồn lực cũng như trang thiết bị, cơ sở vật chất. Và như vậy thì cái nhiệm vụ của chúng ta đối với các y tế tuyến y tế cơ sở là chúng ta phải xử lý ban đầu đối với cái mức độ nhẹ, mức độ trung bình để nó không chuyển mức độ để đến mức độ nặng và rất nặng. Và như vậy để trong quá trình điều trị thì các cái cập nhật mới nhất gần đây theo hướng dẫn của Bộ Y tế ngày 6 tháng 10 thì chúng ta sẽ tiến hành các cái nội dung điều trị như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ điều trị nguyên nhân. Thì điều trị nguyên nhân đấy chính là chúng ta sẽ sử dụng các thuốc kháng virus. Thì chiều nay sẽ có một cái chủ đề về điều trị các thuốc kháng virus. Cái thứ hai là chúng ta sẽ điều trị suy hấp. Điều trị suy hấp thì chúng ta bao gồm có thở oxy, thở HFNC, thở CPAP, thở BiPAP, có thể cho bệnh nhân nằm sấp, thở máy khâm nhập và ECMO. Điều trị về cái suy tuần hoàn, điều trị chống bội nhiễm, đặc biệt là chúng ta sẽ điều trị cái chống bội nhiễm để giảm nhất là những bệnh nhân ở thể nặng và rất là nặng để tránh cái cơ nhiễm khuẩn bệnh viện. Một cái điều trị cực kỳ quan trọng đấy chính là điều trị chống cơn bão cytokine. Thì trong điều trị chống cơn bão cytokine thì chúng ta có thể sử dụng corticoid, chúng ta có thể tiến hành lọc máu, hấp phụ, chúng ta có thể sử dụng các chất ức chế sản xuất hoặc đối kháng interleukin receptor. Và một cái điều trị chúng ta có thể triển khai được ở tại tuyến cơ sở đấy chính là chúng ta điều trị chống đông. Như chúng ta đã biết thì trong COVID-19 thì nó sẽ có hiện tượng tăng đông và hiện tượng tăng đông thì sẽ gây nên tình trạng tắc các vi mạch. Cho nên một trong những cái điều trị ban đầu cực kỳ quan trọng đối với các tuyến y tế cơ sở đấy là chúng ta phải điều trị rất sớm các thuốc dự phòng, các thuốc chống đông hoặc là chúng ta sẽ tiến hành điều trị. Chúng ta điều trị dự phòng cái thuốc chống đông khi nào là đối với tất cả các trường hợp mà có nguy cơ cao thì chúng ta sẽ có nguy cơ cao, ví dụ mắc các bệnh mãn tính, người cao tuổi, béo phì thì chúng ta nên điều trị sớm các thuốc chống đông. Và nếu trong quá trình đó thì chúng ta sẽ điều trị, nếu khi có chỉ định thì chúng ta sẽ chỉ định sớm các thuốc chống đông để giảm thiểu các tắc vi mạch, đặc biệt là tắc vi mạch phổi và các vi mạch khác thì gây nên tình trạng diễn biến rất là nặng. Bên cạnh đó thì các biện pháp điều trị hỗ trợ khác, ví dụ như dinh dưỡng, vật lý trị liệu và sức khỏe tâm thần, thì trong đó thì dinh dưỡng đóng một vai trò rất là quan trọng, bởi vì đối với những bệnh nhân nhẹ thì bệnh nhân cũng cần phải có đầy đủ dinh dưỡng để chiến thắng được bệnh tật. Còn đối với những bệnh nhân nặng, đặc biệt là những bệnh nhân thở HFNC hay thở máy không xâm nhập, thì bệnh nhân cần phải đủ dinh dưỡng thì mới có đủ sức để chúng ta thở máy. Còn nếu những bệnh nhân mà không đảm bảo dinh dưỡng thì chắc chắn nguy cơ thì bệnh nó sẽ tiến triển nặng lên và tiến tới cần phải đặt nội khí quản và thở máy. Thì bên cạnh đó thì vật lý trị liệu cũng là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng để giúp cho bệnh nhân có thể hồi phục nhanh hơn. Thì đối với những bệnh nhân thì chúng ta có thể tiến hành, nhất là những bệnh nhân nặng thì chúng ta có thể tiến hành vật lý trị liệu ngay sau khi cho bệnh nhân. Và vấn đề sức khỏe tâm thần cũng là một cái yếu tố giúp để cho người bệnh nhanh chóng hồi phục, an tâm điều trị. Bởi vì nếu trong những cái trường hợp nặng chứng kiến những cái bối cảnh thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của bệnh nhân rất là nặng, nhất là trong cái tình trạng là khi một người trong gia đình bị lây nhiễm thì có thể kéo theo cả gia đình bị lây nhiễm và có thể trong gia đình có những người đã bị lây nhiễm và đã tử vong. Thì như vậy thì cái yếu tố sức khỏe tâm thần cho những người còn lại để họ an tâm điều trị, để họ vượt qua cái chiến thắng bệnh tật ở trong cái giai đoạn đó nó cực kỳ quan trọng, để giúp cho người ta an tâm và người ta tiếp tục người ta dinh dưỡng, người ta nghỉ ngơi, và như vậy lúc đó thì mới có đủ sức khỏe để cho người ta chiến thắng được bệnh tật. Về các điều trị triệu chứng khác như có thể điều chứng giảm ho, giảm đau và nhất là điều trị các cái bệnh lý nền. Bởi vì nếu mà nhiễm COVID ở trên các cái bệnh lý nền thì nó sẽ giúp cho nó làm cho cái tiến triển bệnh lý rất là nhanh. Chúng ta không cùng phối hợp thì sẽ bệnh nền sẽ tăng lên và có thể bệnh nhân tử vong do các bệnh nền.
do các bệnh nhân bị xuất hiện, ví dụ như đái đường, tăng huyết áp, nhất là các bệnh nhân mà có đái tháo đường. Thì trong quá trình điều trị về COVID-19, chúng ta sẽ sử dụng các thuốc nó có thể làm tăng đường máu, ví dụ như corticoid, cũng có thể làm ảnh hưởng đến các cái bệnh nền khác. Do đó chúng ta điều trị bệnh nền cũng là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta có thể cải thiện. Và cuối cùng đấy chính là tâm lý liệu pháp kết hợp với sức khỏe tâm thần, thì là hai cái cuộc chiến vô hình, nhưng nếu chúng ta làm được tốt thì giúp cho bệnh nhân an tâm và có thể khả quan và có thể tin tưởng vào cái liệu pháp, vào cái điều trị của chúng ta, giúp cho bệnh nhân sẽ nhanh hồi phục hơn. Thì tổng hợp các cái nguyên tắc điều trị cho bệnh nhân COVID thì ở đây chúng ta sẽ có tùy theo theo phân loại, ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có 4 người mà nhiễm không có triệu chứng, mức độ nhẹ, mức độ trung bình và trung bình, nặng và nguy kịch. Và như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có là với hai cái thuốc đầu tiên, Favipiravir và Remdesivir, đây là hai thuốc kháng virus. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy đối với thuốc Remdesivir thì đối với mức độ không triệu chứng và mức độ nhẹ thì chúng ta không điều trị. Ở đây hai cái này tương ứng với chúng ta sẽ điều trị ở tại địa phương hay tại nhà. Còn với cái mức độ 3 trung bình và nặng thì có thể điều trị được Remdesivir, và mức độ nguy kịch tức là đặt nội khí quản, thở máy thì chúng ta sẽ không sử dụng. Còn các cái thuốc dưới chính là cái thuốc kháng virus, các thuốc kháng thể kháng virus và các anti-tetanus. Còn đối với corticoid thì đối với người không triệu chứng và mức độ nhẹ chúng ta cũng không cần xử lý, mà chúng ta chỉ xử lý khi ở có mức độ trung bình, mức độ nặng và nguy kịch thôi. Còn đối với cái kháng thể đối với kháng ức chế interleukin 6 tocilizumab thì đối với những người nhẹ và những người không triệu chứng thì chúng ta cũng không sử dụng. Còn đối với những trường hợp trung bình thì chúng ta sẽ có thể xem xét có thể sử dụng hay không, và những trường hợp nặng thì cần sử dụng. Còn những trường hợp nguy kịch thì chúng ta không sử dụng. Tuy nhiên đối với các trường kháng thể đơn dạng tocilizumab này thì chúng ta khi sử dụng chúng ta cũng phải hết sức chú ý. Còn một cái rất là quan trọng là chúng ta điều trị thuốc chống đông thì đối với những người không có triệu chứng thì chúng ta không cần xử lý, không cần. Đối với những triệu chứng nhẹ thì chúng ta sẽ điều trị dự phòng nếu có nguy cơ béo phì, bệnh lý nền, và những trường hợp có mức độ trung bình thì chúng ta sẽ điều dự phòng tăng cường, hay chính là có thể sử dụng cái liều điều trị nếu chúng ta có đủ các xét nghiệm, và trường hợp nặng thì chúng ta sẽ sử dụng các cái liều điều trị. Vì đây đối với các tuyến cơ sở thì đối với thuốc chống đông là một cái thuốc rất là quan trọng để chúng ta giảm thiểu được cái nguy cơ tắc mạch, tắc vi mạch và giảm thiểu được các cái triệu chứng nặng. Thì với các cái xử lý suy hô hấp thì với những người mà không có triệu chứng thì không cần, còn những triệu chứng nhẹ thì xét nếu cần, đối với đặc biệt là có các bệnh lý nền. Còn từ mức độ trung bình, từ oxy kính đến mặt nạ đơn giản cho đến mức độ nặng, thở HFC, thở không xâm nhập hoặc thở mặt nạ có túi và đến thở máy không xâm nhập. Còn các biểu hiện, các cái liệu pháp khác, ví dụ như kháng sinh thì chúng ta sẽ không sử dụng nếu chúng ta không chắc chắn bệnh nhân có bội nhiễm vi khuẩn. Bởi vì nhiễm COVID-19 là một bệnh do virus, cho nên những triệu chứng người nhiễm không triệu chứng, người nhẹ thì chắc chắn không có triệu chứng. Còn những trường hợp nhiễm trung bình thì chúng ta sẽ phải xem xét là có bội nhiễm, và đặc biệt nặng thì chúng ta có thể sử dụng, bởi vì ở đây chúng ta đã cần can thiệp và rất dễ có nguy cơ. Ngoài ra thì chúng ta có thể tiến hành lọc máu, tiến hành ECMO, chống sốc, điều trị các bệnh lý nền. Có dinh dưỡng liệu pháp, dân dinh dưỡng, vật lý trị liệu và tâm lý liệu pháp này thì chúng ta sẽ sử dụng cho tất cả từ mức độ nhẹ cho đến mức độ nặng và rất là nặng. Thì đây là cái sơ đồ để xử lý suy hấp để các anh chị hiểu đối với những trường hợp bệnh nhân nhẹ, bệnh nhân trung bình, bệnh nhân nặng. Thì nếu bệnh nhân mà nhẹ mà có FI trên 96% thì chúng ta chỉ cần theo dõi thôi. Nhưng là nếu trên 96% nhưng nhịp thở dưới 25 phút thì có thể trên 20 lần phút, ở đây xin lỗi bạn là trên 20 lần, thì chúng ta có thể sử dụng oxy kính 1 đến 2 lít phút. Và như vậy đối với nhân nhẹ thì chúng ta có thể xử lý tại nhà, và khi bắt đầu cần phải thở oxy thì chúng ta sẽ chuyển đến các y tế cơ sở. Và một trong cái nội dung rất là quan trọng đấy là khi nào thì chúng ta cho bệnh nhân xuất viện, và hoặc là khi chúng ta điều trị ở nhà thì khi nào chúng ta được công bố là bệnh nhân này khỏi bệnh.
khỏi bệnh. Thì với các trường hợp mà không, chúng ta sẽ chia ra các trường hợp là các có không có triệu chứng và có triệu chứng. Thì như chúng ta biết là các diễn biến của bệnh thì diễn biến trong khoảng độ 5 đến 10 ngày, 10 ngày. Cho nên đối với trường hợp không có triệu chứng thì chúng ta cách ly điều trị tối thiểu trong vòng 10 ngày tính từ ngày chúng ta xét nghiệm dương tính. Ở đây đối với bệnh nhân không có triệu chứng thì chúng ta cũng không biết khi nào bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, cho nên chúng ta sẽ tính từ cái ngày đầu chúng ta xét nghiệm dương tính và chúng ta điều trị và cách ly tối thiểu 10 ngày. Đấy. Cái thứ hai là chúng ta sẽ xét nghiệm PCR của SARS-CoV-2 âm tính hoặc nồng độ virus dương tính nhưng nồng độ virus thấp với chỉ số CT là trên 30 vào ngày thứ 9. Nếu bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng thì chúng ta có thể xét nghiệm vào ngày thứ 9 PCR. Nếu ngày thứ 9 mà âm tính và CT trên 30 thì chúng ta có thể cho bệnh nhân ra ngày thứ 10, chúng ta có thể cho bệnh nhân ra viện được. Đây là một cái thay đổi mới so với các cái tiêu chí cũ, bởi vì cái tiêu chí cũ là cũng ngày thứ 10 nhưng phải xét nghiệm SARS-CoV-2 hay PCR 2 lần âm tính hoặc là 2 lần âm 2 lần nồng độ CT trên 30 thì mới được ra viện. Tuy nhiên lần này chúng ta chỉ cần một có xét nghiệm một lần thôi. Đối với những trường hợp mà có triệu chứng lâm sàng từ mức độ nhẹ đến mức độ nặng nguy kịch thì cái thời gian tối thiểu là tăng lên là 14 hôm, tức là thêm 4 ngày nữa. Và các triệu chứng lâm sàng phải hết trước khi ra viện 3 ngày trở lên. Tức là nếu mà chúng ta muốn cho ra viện ngày 14 thì ngày 11, ngày thứ 10 bệnh nhân đã phải hết sốt rồi, hết các triệu chứng rồi và chúng ta theo dõi thì đến ngày 14 chúng ta sẽ cho bệnh nhân ra viện được. Hoặc là nếu ngày thứ 14 chúng ta mới bệnh nhân mới hết các hoàn toàn các triệu chứng thì chúng ta phải đến ngày thứ 17, ngày thứ 18 thì chúng ta mới có thể cho ra viện được. Tuy nhiên là cho ra viện thì chúng ta vẫn phải làm xét nghiệm âm tính, PCR âm tính hoặc nồng độ thấp trước cái ngày ra viện là được, chứ không cần phải hai. Ban đầu chúng ta cần phải 3 lần âm tính, sau đó 2 lần và hiện tại chúng ta chỉ cần trước ngày ra viện là được. Và một cái điểm mới nữa trong cái tiêu chuẩn ra viện đấy là các trường hợp cách ly điều trị và cách ly trên 10 ngày và xét nghiệm PCR nhiều lần đều dưới 30 thì được ra viện khi đủ các điều kiện sau. Đây là một cái điều kiện mới. Tức là chỉ cần cách ly đủ 21 ngày và các triệu chứng lâm sàng hết trước khi ra viện 3 ngày trở lên là chúng ta có thể cho bệnh nhân ra viện được. Tức là trước đây thì có những bệnh nhân mà dương âm tính không trở về âm tính và có những bệnh nhân mặc dù hết các triệu chứng lâm sàng nhưng phải nằm đến 1 tháng, đến 30 ngày, đến 40 ngày, đến 45 ngày. Và có những bệnh nhân thì chúng tôi vì giai đoạn đầu là bắt buộc phải âm tính 3 lần liên tiếp thì mới được ra viện, cho nên có những bệnh nhân trong giai đoạn đầu của vụ dịch trước, ví dụ như ở Hải Dương hay ở các đơn vị khác thì thời gian ra viện rất là kéo dài bởi vì bệnh nhân không đủ các tiêu chí về xét nghiệm mặc dù triệu chứng lâm sàng hoàn toàn bình thường. Thì đây là một cái điểm mới để thay đổi để chúng ta có thể tiến tới là sống chung với COVID-19. Và khi theo dõi sau khi ra viện thì chúng ta sẽ cần phải thông báo cho y tế cơ sở CDC địa phương để biết. Thì người bệnh sẽ tự theo dõi ở nhà và trong 7 ngày thì đo thân nhiệt 2 lần một ngày. Nếu thân nhiệt trên 38 hai lần tiếp hoặc bất kỳ có dấu hiệu nào thì phải báo y tế cơ sở. Đặc biệt là chúng ta phải tuân thủ đầy đủ thông điệp 5K. Đây là những trường hợp mà chúng ta theo dõi ở nhà. Còn đối với những trường hợp mà cách ly điều trị trên 10 ngày và xét nghiệm 2 lần, nhiều lần mà CT vẫn dưới 30, tức là những trường hợp mà sau 21 ngày mới được ra viện đó, thì chúng ta cách ly y tế tại nhà 7 ngày. Và đo thân nhiệt 2 lần, ở cái nội mục trên là chúng ta chỉ cần ở tại nhà và tự theo dõi sức khỏe thôi. Còn ở dưới là chúng ta là cách ly y tế. Và nếu đo thân nhiệt trên cao hơn 38 ở 2 lần liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu nào thì chúng ta cần phải báo y tế cơ sở. Thì đây là cái thay đổi mới mà để cho chúng ta thích ứng với trong các điều kiện mới. Và như vậy để giúp cho chúng ta điều trị hiệu quả, trong đặc biệt là trong cái đợt dịch thứ tư vừa rồi tại các tỉnh thành phía Nam thì chúng ta sẽ chia ra làm phân 3 tầng. Tầng 1 đấy chính là cơ sở thu dung điều trị COVID ở cấp thứ nhất, cấp 1 tức là ở những người có không triệu chứng và triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên là với cái số lượng mà bệnh nhân quá nhiều đến hàng trăm mỗi ngày khoảng độ chục nghìn người bị nhiễm COVID thì chúng ta cơ tầng 1 chúng ta không đủ, cho nên chúng ta sẽ phải tiến tới là điều trị một số người F0 mà không có triệu chứng thì sẽ điều trị tại nhà. Và cơ sở điều trị này chỉ điều trị ở những bệnh nhân mà có triệu chứng hoặc là những người nhiễm COVID mà có bệnh lý nền để chúng ta có thể xử lý.
Các tầng 2 là bệnh viện điều trị COVID-19 và tầng 3 chính là các trung tâm ICU vùng, đấy chính là các trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm đã được thành lập thêm ở tại thành phố Hồ Chí Minh, ở Bình Dương, ở Đồng Nai, ví dụ như bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Đại học Y ở Bình Dương, bệnh viện Việt Đức, bệnh viện Trung ương Huế, bệnh viện Phổi ở Đồng Nai, và như vậy đấy là các cái trung tâm ICU vùng hoặc là trung tâm ICU của trung ương tập trung đến để hỗ trợ. Và như vậy ở đây chúng ta sẽ tiếp nhận các bệnh nhân nặng và đặc biệt các bệnh nhân nguy kịch, và các nguy kịch có thể thở máy không xâm nhập, thở máy xâm nhập, lọc máu, ECMO đủ, chúng ta sẽ tiến hành đầy đủ. Thì đấy là các cái khái niệm, các cái nội dung cơ bản của phần đại cương về nhiễm SARS-CoV-2. Sang cái phần 2, đây chính là cái phần mà nội dung chủ yếu là chăm sóc quản lý người bệnh COVID-19 F0 tại nhà. Thì tại sao chúng ta phải có cái nhu cầu và cái bối cảnh nào mà chúng ta phải quản lý F0 tại nhà? Bởi vì trong giai đoạn vừa rồi thì chúng ta đang ở trong cái giai đoạn dịch xâm nhập và dịch ở tại cộng đồng. Thì trong giai đoạn dịch xâm nhập thì cái việc giảm lây nhiễm cộng đồng là mục tiêu chính, và phát hiện điều trị các ca diễn biến nặng thì cách ly điều trị toàn bộ F0 thì nó sẽ phát huy hiệu quả. Đấy chính là cái giai đoạn dịch xâm nhập thì chúng ta sẽ cách ly điều trị toàn bộ F0. Tuy nhiên với cái số lượng F0 hàng trăm nghìn, chục nghìn một ngày thì chúng ta không thể cách ly toàn bộ F0 được, cho nên chúng ta sẽ phải tiến hành F0 tại nhà. Thì chúng ta đã ở giai đoạn đã lây lan mạnh ở trong cộng đồng. Thì đầu tiên chúng ta nói cái vai trò giảm lây nhiễm vẫn rất cần nhưng không còn quá thiết yếu, bởi vì chúng ta gặp F0 ở khắp nơi. Còn nếu chúng ta mà cách ly điều trị toàn bộ F0 thì nó gây ra tình trạng quá tải hệ thống y tế. Ví dụ như đợt vừa rồi chúng ta mỗi ngày chúng ta có khoảng độ 7-8.000 người bị nhiễm hàng ngày mỗi ngày, và như vậy thì hệ thống y tế chúng ta không đủ khả năng để chúng ta có thể thích ứng được. Cái thứ hai, khi cách ly toàn bộ thì với khoảng độ gần 80% là bệnh nhân nhẹ không và không có triệu chứng, có hơn khoảng độ hai gần hơn 20% có các triệu chứng nặng. Như vậy với cái số lượng nhiều như vậy thì chúng ta sẽ giảm được cái khả năng phát hiện sớm, các can thiệp sớm đối với các trường hợp có diễn biến nặng. Và cái thứ ba, cái trong giai đoạn này thì chúng ta sẽ phải sống chung với COVID-19. Do đó, nhu cầu quản lý F0 tại nhà và tại địa phương rất là quan trọng, và chúng ta sẽ phải thực hành quản lý F0 tại nhà. Thì cái việc chăm sóc và quản lý F0 tại nhà tại địa phương thì bao gồm nó sẽ có sự kết hợp giữa chính quyền các cấp và các lực lượng y tế. Bởi vì nếu có lực lượng y tế nhưng không có chính quyền các cấp thì chúng ta sẽ không thể nào thực hiện được. Trong đó, lực lượng y tế đảm nhiệm 4 các vai trò như sau. Một là lực lượng y tế sẽ giúp chính quyền giúp xác định các F0 mà có nguy cơ thấp để chúng ta điều trị tại nhà. Cái thứ hai là lực lượng y tế sẽ theo dõi và hướng dẫn chăm sóc, tự chăm sóc F0 tại nhà. Cái này là cực kỳ quan trọng. Cái thứ ba là can thiệp kịp thời khi có diễn biến xấu về sức khỏe F0 trong lúc chờ đợi đi bệnh viện. Thì với tất cả các trường hợp F0 mà nó có những diễn biến bất thường thì lực lượng y tế phải có mặt ngay để có thể xử lý ban đầu để trong lúc chờ đợi. Và cái thứ tư là xác định các ca F0 đã khỏi bệnh khi chúng ta chăm sóc và điều trị ở nhà, thì nó sẽ dựa trên cái tiêu chí của tiêu chí khỏi bệnh ra viện, tức là ở đây chúng ta sẽ có những bệnh nhân không có triệu chứng thì chúng ta sẽ sau 10 ngày và làm xét nghiệm, và những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ thì chúng ta sẽ sau 14 ngày và sau 3 ngày hết các triệu chứng. Thì nhiệm vụ chung của các cơ sở quản lý F0 tại nhà là gì? Đầu tiên là cái cơ sở quản lý đó phải quản lý danh sách người nhiễm SARS-CoV tại cái đơn vị của mình. Cái thứ hai là quản lý sức khỏe F0 tại nhà theo sự phân công, tức là hàng ngày chúng ta phải đến, chúng ta hàng ngày phải kiểm tra, có thể qua online hoặc chúng ta phải đến trực tiếp. Cái thứ ba là phát hiện những người sớm, những người nhiễm có nguy cơ chuyển nặng để xử lý cấp cứu tại chỗ, hướng dẫn và chuyển bệnh viện kịp thời. Thì cái này là của ngành y tế. Và cái thứ tư, tư vấn điều trị triệu chứng, dinh dưỡng và tâm lý, thì cái này cực kỳ quan trọng, và hướng dẫn phòng kiểm soát lây nhiễm của COVID-19. Thì đây là một cái hết sức chú ý, bởi vì không có thì không đủ điều kiện và không kiểm soát được có thể là lây nhiễm cho những người xung quanh. Và như vậy để tiến hành quản lý F0 tại nhà hay tại địa phương thì Bộ Y tế đã đưa ra cái hướng dẫn về tạm thời quản lý nhiễm người nhiễm COVID-19 tại nhà, được ký ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế. Thì như vậy thì quản lý những người nhiễm
COVID-19 được quản lý tại nhà thì bao gồm là những người nhiễm SARS-CoV-2 và những người bệnh ở mức độ nặng. Người nhiễm là những người mà không có triệu chứng và những người có mức độ nhưng mức độ nhẹ. Và như vậy tiêu chí lâm sàng của chúng ta dựa vào đâu để chúng ta đưa ra? Và như vậy thì chúng ta có các cái tiêu chí như sau. Tiêu chí thứ nhất là người nhiễm COVID được khẳng định dương tính bằng xét nghiệm real-time PCR hoặc test nhanh bằng kháng nguyên, không có triệu chứng lâm sàng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ như sốt, ho, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, tê lưỡi và không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy, nhịp thở dưới 20 lần phút, FPI trên 90 lần khi thở khí trời và không có các cái thở bất thường như thở rên, rút đỏ lồng ngực, phập phồng cánh mũi, thở khò khè và thở rít khi hít vào. Thì đấy là cái tiêu chứng đầu tiên về tiêu chí lâm sàng. Cái thứ hai là phải có thêm tối thiểu một trong hai tiêu chí sau là đã được tiêm đủ 2 mũi hoặc một mũi vaccine phòng COVID-19 sau 14 ngày. Hoặc có đủ 3 yếu tố sau: tuổi, trẻ em trên 1 tuổi, người lớn dưới 50 tuổi, không có bệnh nền và không mang thai. Thì như vậy thì sẽ được để điều trị tại nhà. Còn nếu mà có các cái yếu tố trên thì chúng ta cần phải đi đến bệnh viện. Cái tiêu chí thứ hai, một cái nội dung thứ hai mà chúng ta khi mà chúng ta để bệnh nhân điều trị F0 tại nhà thì đầu tiên là có thể đánh giá về khả năng tự chăm sóc của người bệnh. Có thể tự chăm sóc bản thân như ăn uống, tắm rửa, giặt quần áo, về vệ sinh, tất cả những người này, bởi vì chúng ta không ai có thể thay thế được cho bệnh nhân. Cái thứ hai là có khả năng liên lạc với nhân viên y tế để được theo dõi, giám sát và khi có tình trạng cấp cứu. Có khả năng giao tiếp và sẵn sàng có các phương tiện liên lạc như điện thoại và máy tính để có vấn gì chúng ta cần phải ngay. Cho nên đối với những người già và những người trẻ có em thì cần phải có người chăm sóc cùng. Cái thứ ba là trường hợp người nhiễm không có khả năng tự chăm sóc, gia đình phải có người chăm sóc đáp ứng hai tiêu chí trên thì chúng ta mới đạt được yêu cầu. Đấy là các cái tiêu chí. Cái tiêu chí thứ ba là rất là quan trọng, đấy chính là điều kiện cơ sở vật chất. Bởi cái tiêu chí này là cần. Hai các tiêu chí trên thì rất nhiều bệnh nhân có thể đủ tiêu chuẩn, nhưng tiêu chí này là cực kỳ quan trọng. Một là có phòng riêng dành cho người F0, có cửa sổ thông thoáng, có nhà vệ sinh riêng, có số điện thoại riêng, có sẵn số điện thoại của cơ sở y tế, số điện thoại của tổ phản ứng nhanh quận huyện để khi liên hệ cần thiết. Thì như vậy trong cái tiêu chí đầu tiên của cơ sở vật chất này, có phòng riêng, thông thoáng, nhà vệ sinh riêng thì là một cái mà không phải gia đình nào cũng có. Còn tất cả những cái số điện thoại riêng thì chúng ta có thể tiến hành nắp hoặc chúng ta có thể phối hợp cùng với bệnh nhân được. Cái thứ hai là có bàn hoặc ghế cá nhân đặt trước phòng cách ly để nhận thức ăn và dụng cá nhân, có thùng rác cá nhân, có nắp và có túi rác đi kèm. Có sẵn các dung dịch khử khuẩn tay, bề mặt, nước xúc họng, nước muối sinh lý, khẩu trang y tế và nhiệt kế. Thì đây là những cái điều kiện cơ sở vật chất, trong đó cái điều kiện có phòng riêng, cửa thông thoáng, nhà vệ sinh là cái tiêu chí hàng đầu mà rất là khó thực hiện, còn những các cái sau chúng ta có thể bổ sung rất là nhanh chóng. Và như vậy thì để mà đánh giá cái điều kiện cách ly tại nhà thì tôi chia sẻ với anh chị một cái biên bản đánh giá cái điều kiện cách ly của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thì nên thực hiện trong giai đoạn vừa rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy nó có cái biên bản đánh giá, thì các cái nội dung về hành chính thì tôi xin không nói, nhưng mà ở đây thì nó sẽ đánh giá về các cái điều kiện như phần trên, nếu đạt, tức là có 5 tiêu chí, nếu đạt được tất cả, khi các mục 1, 2, 3, 4, 5 đều được đạt thì mới được tiến hành. Đấy, cho nên là chúng ta, nếu các anh các chị mà chúng ta có thể triển khai, chúng ta có thể tham khảo cái biên bản của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn trong đợt dịch vừa qua. Và như vậy chúng ta chỉ cần nói có không đạt, nếu chỉ nhìn thấy có một cái không là chúng ta không được đủ điều kiện để cách ly tại nhà. Và như vậy để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên khó nhất là các cái triệu chứng mà có phòng riêng, cái tiêu chí thứ ba. À, tiêu chí thứ ba là khó khăn nhất đối với, bởi vì không phải mỗi chốc là chúng ta có thể đi xây được một cái phòng mới. Và như vậy thì để hướng dẫn người nhiễm sát cô nhiễm người nhiễm cô như người COVID F0 thì theo dõi sức khỏe tại nhà thì chúng ta cần phải hướng dẫn cái gì, và nhiệm vụ của chúng ta, nhân viên y tế, những người hướng dẫn, một là chúng ta cần phải hướng dẫn những nội dung sau.
và chúng ta sẽ có nhiệt độ. Còn nếu có huyết áp thì chúng ta có thể đo mạch luôn và chúng ta có thể hướng dẫn người ta đo đếm nhịp thở. Về các cái triệu chứng, ví dụ chúng ta hướng mà mất vị giác, khứu giác, tiêu chảy, ho, ra máu, thở dốc hoặc có khó thở, đau ngực, nơ mơ, không tỉnh táo. Và như vậy là có rất nhiều các cái triệu chứng chúng ta liệt ra danh sách, và như vậy chúng ta có cái phiếu nếu xem người ta có hay không. Có hay không, nếu có thì chúng ta sẽ phải xử lý. Tuy nhiên với những trường hợp mà bệnh nhân nơ mơ không tỉnh táo thì chúng ta sẽ phải có các biện pháp mà ở dưới đây chúng tôi sẽ có các cái nội dung đó. Và như vậy khi chúng ta phát hiện bất cứ một trong các dấu hiệu sau đây phải báo ngay tới cơ sở quản lý người nhiễm COVID tại nhà hay trạm y tế xã phường hoặc trạm y tế lưu động, trung tâm vận chuyển cấp cứu để xử lý kịp thời. Đó có khi bệnh nhân có một số các cái dấu hiệu sau: một là khó thở, thở hụt hơi hoặc trẻ em có thở bất thường; hai là nhịp thở thì nhịp người lớn trên 21 lần, trẻ em thì 1 đến 5 tuổi trên 40 lần, trẻ em từ 5 đến 12 tuổi trên 30 lần. Và như vậy đo SpO2 trên 95%, mạch nhanh trên 120 lần một phút hoặc các cái chỉ số khác nữa. Ở đây ví dụ như thay đổi ý thức, tím môi đầu chi, không thể uống được, ăn kém, bú kém, có biểu hiện hội chứng viêm hệ thống và mắc thêm các bệnh cấp tính. Ví dụ như là trong quá trình đợt vừa rồi chúng tôi có gặp rất nhiều các trường hợp nhiễm COVID sau đó mắc thêm sốt xuất huyết. Bởi vì hiện tại ở trong miền Nam thì đang là mùa mưa, là cái mùa mưa mà là cái mùa mà sốt xuất huyết rất nhiều, nên cho nên nếu bệnh nhân đang điều trị COVID tại nhà mà mắc thêm sốt xuất huyết thì chúng ta cần phải báo ngay và đưa đến các cơ sở y tế để xử lý. Và có bất kỳ tình trạng bất ổn nào của người nhiễm mà thấy cần thiết phải báo y tế cơ sở thì chúng ta phải hướng dẫn người ta báo ngay cho với chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng phải hướng dẫn người ta chế độ ăn uống, chế độ sinh hoạt. Thì bất kỳ một người bệnh nào cũng cần nên được nghỉ ngơi, vận động, thể lực nhẹ. Đấy là không kể là người nhiễm COVID. Và tập thở ít nhất 15 phút mỗi ngày, uống nước thường xuyên, không đợi đi khi khác mới uống. Bởi vì rất nhiều người chúng ta phải đợi khát nước mới uống. Còn chúng ta ở trong đối với tất cả các bệnh nhân nói chung, trừ những bệnh nhân mắc các bệnh thận, còn những bệnh nói chung thì chúng ta cần khuyến cáo người ta uống nước. Không bỏ bữa, tăng cường dinh dưỡng, ăn đầy đủ các chất, ăn trái cây, uống nước hoa quả để tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Và đặc biệt là suy nghĩ tích cực, duy trì tâm lý thoải mái. Thì cái này là một cái mà nó liên quan đến tâm lý liệu pháp và sức khỏe tâm thần. Thì đối với tất cả các y tế cơ sở, chúng ta sẽ có trong cái tổ y tế lưu động hoặc là các cái chuyên khoa, chúng ta cũng phải có các bác sĩ về chuyên khoa tâm thần. Và chúng ta sẽ thực hiện cách ly y tế tại nhà, tức là chúng ta tuân thủ đầy đủ các cái quy định về cách ly y tế tại nhà theo quy định. Và chúng ta tuyệt đối không ra khỏi nhà trong suốt thời gian cách ly y tế tại nhà. Tức là ở đây chúng ta sẽ phải ở trong phòng, không luôn luôn thực hiện 5K với tất cả mọi người trong gia đình, không tiếp xúc với mọi người trong gia đình. Chúng ta phải tiến hành thực hiện cách ly nghiêm ngặt ở tại nhà. Đấy. Thứ ba là nhiệm vụ của y tế cơ sở quản lý người nhiễm. Ở bên trước chúng ta đã các cái điều kiện, tiêu chí và hướng dẫn người bệnh, người F0 tại nhà phải làm. Thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là những người mà quản lý những cái F0 tại nhà thì như thế nào? Thì nhiệm vụ của chúng ta là thực hiện đánh giá người nhiễm theo các tiêu chí quy định và lập danh sách quản lý người nhiễm F0 tại nhà ở cái khu vực mình quản lý. Ví dụ như ở một cái tổ dân phố chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải lập danh sách những người F0 mà theo dõi tại nhà, có danh sách để chúng ta hàng ngày chúng ta kiểm tra giám sát họ. Đấy là cái nhiệm vụ đầu tiên. Cái thứ hai là hướng dẫn người nhiễm COVID-19 theo dõi sức khỏe tại nhà. Thì đây chính là cái mục thứ hai mà chúng ta vừa hướng dẫn người nhà. Còn cái mục một của chúng ta đấy chính là lập danh sách, đấy chính là chúng ta cũng đưa ra các cái tiêu chí về bệnh, tiêu chí về cơ sở vật chất, tiêu chí tất cả các tiêu chí để chúng ta lập được danh sách. Cái thứ ba là chúng ta khám bệnh và theo dõi sức khỏe người nhiễm COVID-19. Thì theo dõi sức khỏe hàng ngày như thế nào? Thì chúng ta ghi chép cập nhật thông tin sức khỏe người nhiễm COVID hàng ngày vào phiếu theo dõi hoặc phần mềm quản lý sức khỏe người nhiễm đối với những người mà có thể thực hiện trên phần mềm. Ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng các cái mẫu để chúng ta yêu cầu tất cả những bệnh nhân hàng ngày chúng ta sẽ cập nhật ở trên đó. Cái thứ hai là tiếp nhận các cuộc gọi điện thoại và tư vấn cho người nhiễm COVID, người chăm sóc. Cái thứ ba là nhân viên của cơ sở quản lý người nhiễm tại nhà có nhiệm vụ đến nhà người nhiễm để hỗ trợ trực tiếp ở trong các trường hợp sau, tức là phải đến trực tiếp. Người nhiễm COVID có tình trạng cấp cứu cần xác định mức độ để có hướng chỉ phù hợp
Tức là khi mà người ta người khi mà F0 mà có dấu hiệu về gọi chúng ta thì chúng ta phải đến để chúng ta có hướng dẫn cụ thể. Cái thứ hai là không nhận được báo cáo về tình trạng sức khỏe của nhiễm COVID và không liên lạc được với người nhiễm hoặc người chăm sóc thì chúng ta phải đến. Bởi vì trong trường hợp này chúng ta phải biết rằng là người nhiễm COVID có thể xảy ra bất kỳ một cái tình huống nào đó, cho nên khi chúng ta không liên hệ được với họ thì chúng ta phải đến xem chuyện gì đã xảy ra với họ để chúng ta có thể xử lý. Một là những cái chuyện thông thường nhất là có thể hết pin hoặc là cái gì đó thì chúng ta, nhưng những trường hợp nguy hiểm đấy chính là bệnh nhân xảy ra các người và có thể nguy hiểm đến tính mạng thì chúng ta cần phải đến, hoặc là bệnh nhân mệt quá không thể trả lời được và không thể làm gì được thì chúng ta cần phải đến để chúng ta giúp đỡ họ ngay lập tức, cho nên là chúng ta phải đến ngay. Tuy nhiên bên cạnh đó chúng ta sẽ cũng cần phải đến khám bệnh, kê đơn điều trị tại nhà. Thì chúng điều trị thì bao gồm có điều trị triệu chứng, kê đơn cấp phát thuốc điều trị triệu chứng. Ví dụ như khi sốt thì chúng đối với người lớn thì chúng ta có thể uống hạ sốt chườm mát hoặc là dùng thuốc giảm đau. Đối với trẻ em thì chúng ta cũng có thể sử dụng các thuốc giảm ho. Khi kê đơn cấp phát thuốc điều trị ngoại trú thì thực hiện hướng dẫn theo cái hướng dẫn mà lát nữa tôi sẽ xin chia sẻ ở phần dưới. Và khám chữa bệnh tại nhà thì nó sẽ bởi cái trạm y tế lưu động hoặc đội y tế lưu động. Thì hiện tại trong các tỉnh miền Nam thì thành lập các đội y tế lưu động hoặc trạm y tế lưu động để có thể đi đến từng nhà. Cái thứ tư, nhiệm vụ là chính là lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân F0. Lấy mẫu xét nghiệm tại nhà bằng theo phương pháp PCR hoặc test nhanh cho người. Nghi mắc COVID-19. Cái thứ năm là chúng ta sẽ phải xử lý cấp cứu và chuyển viện. Cơ sở quản lý người nhiễm tại nhà thì hướng dẫn khi có các cái dấu hiệu triệu chứng cấp cứu thì chúng ta cần phải liên hệ ngay với cơ sở quản lý người nhiễm tại nhà hoặc trung tâm vận chuyển cấp cứu để được hỗ trợ xử lý cấp cứu và chuyển viện. Thì hiện tại trong thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng đã được các đồng nghiệp ở các khi mà sửa đến tại nhà thì xử lý cấp cứu và có liên hệ với chúng tôi rất nhiều, và đấy là một trong những cái thành công mà chúng ta có thể khống chế và giảm được cái tỷ lệ tử vong ở trong các cái tỉnh thành miền Nam, trong các tỉnh thành ở miền Nam. Trong thời gian chờ đợi chuyển tuyến thì cơ sở quản lý người chín phải xử lý cấp cứu cho bệnh nhân. Và để các cái danh mục bệnh nền thì ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều các cái danh mục bệnh nền thì các anh các chị sẽ tham khảo. Và đối với các thuốc điều trị ngoại trú tại nhà thì theo quyết định thì chúng ta sẽ có 7 loại thuốc, đấy là thuốc hạ sốt, thuốc cân bằng điện giải, thuốc hỗ trợ sức khỏe, thuốc sát khuẩn, thuốc kháng virus, thuốc chống viêm corticoid và thuốc đông máu đường uống. Thì như vậy thì đặc biệt là ở đây chúng ta sẽ có thuốc kháng virus và thuốc chống đông. Thì thuốc kháng virus chúng ta sẽ xử lý theo hướng dẫn và phần tới chúng tôi sẽ có. Và như vậy thì để áp dụng chia sẻ với kinh nghiệm của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thì hướng dẫn gói cái thuốc điều trị COVID-19 tại nhà thì dành cho trên những người trên 18 tuổi thì gói thuốc A. Thì gói thuốc A thì bao gồm có paracetamol và các loại vitamin tổng hợp. Và gói thuốc B là những loại gói thuốc có các loại thuốc chống viêm, ví dụ dexamethasone, ví dụ như chống đông. Thì cái loại thuốc này thì chúng ta sẽ hướng dẫn người bệnh khi cảm thấy hụt hơi, khó thở. Và đặc biệt là cái loại thuốc này thì không tự uống không quá 3 ngày, và trong thời gian này cần tiếp tục liên hệ với bác sĩ để hỗ trợ. Và như vậy chúng ta có thể uống dexamethasone một lần sáng, uống ngày một lần và sáng 1/2 viên sau ăn, tương đương với 0,6. Và như vậy với methylprednisolone thì chúng ta sẽ uống 2 lần, và chúng ta có thể uống các thuốc chống đông dạng uống. Và gói thuốc C đấy chính là gói thuốc chỉ dùng dùng trong 5 ngày,
Và cái gói thuốc này chính là cái thuốc mà sử dụng thuốc Monopiravir kiểm soát cộng đồng, thì chúng ta sẽ uống 2 lần 800, thì cái thuốc này được chỉ định khi có các triệu chứng nhẹ trong chương trình can thiệp cộng đồng có kiểm soát. Đấy là toàn bộ các cái nội dung trình bày với chia sẻ với các thầy, các cô, các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp trong cái việc chăm sóc và điều trị F0 tại nhà. Thì đây là một cái chiến lược mà để chúng ta thích ứng lâu dài và sống chung với COVID-19. Thì trên đây là một số cái nội dung cơ bản mà chia sẻ với các anh, các chị, và xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của anh, các chị, và chúng ta có thể có những cái câu hỏi thảo luận bây giờ hoặc để đến lúc kết thúc chương trình buổi sáng nay. Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô, các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn.